Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Hôm nay ở clip bán hàng này, em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa Dendro. Cái này là Dendro Thái nha các cô chú anh chị. Dendro thọ nâu. Thọ đỏ. Dendro thọ đỏ. Dòng này là cũng mặt hoa mới đó các cô chú anh chị. Đây cũng là cái mặt hoa là tương đối mới ở trên thị trường. Thì dòng này là cây khỏe lắm nha các cô chú anh chị. Dendro nắng là thọ đỏ. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở tại sân vận động Long An, sau lưng khán đài A, mặt tiền đường Hùng Vương, cách bến xe Tân An Long An là 200m. Rồi, đây là cái hoa là bên Thái gửi về. Còn ở đây cái chậu này là đang có cái hoa bối nè. Hoa bối nên là nó không đạt các cô chú anh chị. Cái màu nó đỏ mà đỏ sẫm sẫm. Nó giống như nó sẫm sẫm. Nó có hơi pha nâu, cái này chấm kiều thỏ nâu chấm cũng được lắm á. Đây các cô chú anh chị, để em cho các cô chú anh chị mình xem cái mặt hoa. Nói chung cây này là nay là nó đã rất đẹp rồi. Đang bối bối, nó có mấy cây hỏng nó về có giò hoa mà nó bị mất sức á, nên là cái hoa nó nở chứ không đạt. Nở nhiều. Nở lưa thưa. Thì giá bán là nếu mà mua lẻ ghép đơn á, thì 100 ngàn cho một chậu. Còn ship đi một lần là 2 chậu, mà 2 chậu là em sẽ bán là 180k. Phí ship là cô chú anh chị mình trả. 2 chậu 180k, còn 2 chậu 180k, 3 chậu đây coi, 3 lần 9 27 250. 3 chậu là 250, còn mà cô chú anh chị nào mà lấy 6 chậu á, em bao ship luôn. 6 chậu là 500 bao ship nha. Rồi cái cây nó mập ui là mập luôn đó, các cô chú anh chị. Cây khỏe lắm các cô chú anh chị. Cây lực khỏe. Cái này về thay chậu ra là chăm là ngon lành cành đào các cô chú anh chị. Nói chung cây này gọi là cây trưởng thành hết rồi nha các cô chú anh chị. Cây này gọi là cây trưởng thành. Cây này rất khỏe nè. Cây trưởng thành. Mình về mình chăm thời gian nữa là cô chú anh chị mình sẽ có hoa để ngắm thôi. Cái này mình về mà ghép 2-3 chậu vô một cái chậu to thì cực kỳ luôn đó nha các cô chú anh chị. Cây cao như này thì ít, đa phần là cây nó vừa vừa. Như cái cọng cái thân này nha, cái thân này nè các cô chú anh chị, mình thấy là một gang tay của em này. Nói chung nó khoảng tầm 25 cm nha các cô chú anh chị, khoảng đó dưới đó, từ 20-25 cm, nó khoảng vậy. Còn cái cây mà nó cao dữ thì nó ít lắm nè, như cái này nè đây nè. Đang đi ngọn ngon lành nha. Ây da, đang đi ngọn ngon lành nè. Cái chiều dài của nó là một cái găng tay của em nè, là nó khoảng 20 cm ngoài đó. Đẹp lung linh luôn nha các cô chú anh chị. Thân lá là ok, rất là đẹp. Hơn một găng tay của em. Cây rất là ok. Cây đẹp, cây này là mướt mượt luôn đó nha các cô chú anh chị. Tại cái này hàng này gọi là hàng thuần chậu rồi, hàng thuần ở vườn rồi. Tại nó về nay cũng được bao nhiêu ta, khoảng tầm 2 tuần rồi, hơn hai tuần rồi. Đây nhìn cái cây quá đẹp luôn nè, cả găng tay em nè các cô chú anh chị thấy không. Thì một chậu nó khoảng 3 thân, thì nó ví dụ như một cái thân bót nè, rồi lên tới thân này rồi qua thân này, nó 3 thân như vậy, chậu nào cũng vậy nè, y vậy.
nói chung nó cầm tầm gang tay chỗ này em gây nè, 1 2 3 4 bốn thân, nhưng mà cái thân nhỏ chiếu này là em không có tính đó, em chỉ tính ba cái thân này thôi. Chậu nào cũng vậy các cô chú anh chị, đa phần là vậy. Dendro nắng thỏ đỏ. Xin nhắc lại số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở tại sân vận động Long An, sau lưng khán đài A của sân vận động, mặt tiền đường Hùng Vương, cách bến xe Tân An Long An là 200m. Thì cây đang ở đây, thì cô chú anh chị nào ở Tân An thì mình đến đây mình lựa thoải mái nha các cô chú anh chị. Ba chậu là 250, còn hai chậu là 180, ba chậu là 250, còn 6 chậu là 500k em bao ship. Để các cô chú anh chị mình có sự lựa chọn, mua nhiều mua ít. Cây rất là êm nha các cô chú anh chị, rất đẹp. Cây là thuần rồi. Cây khỏe lắm các cô chú anh chị, lực lắm. Rồi, xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.